Dạ, em sẽ lấy một cái cây dài để đo thử ạ. Còn em lấy hộp đá ném xuống xem thử. Dạ không ạ, em không ạ. Em sẽ nằm ngửa ra xong em bơi bằng cách kinh đấy. Dạ, nếu mà em không chạm mức đáy của nước là em sẽ bơi sải ạ. Em sẽ thả lỏng người đi, rồi cứu cứu ạ. Em sẽ thả lỏng người nằm ngửa trên mặt nước. Các bạn ơi, chị mời các bạn xuống bể an toàn này. Các bạn quan sát chị này, chúng ta sẽ cùng ngồi thả chân xuống nước. Hai tay để sang một bên này. Xoay người và từ từ trượt xuống. Rồi, xoay người trượt xuống. Đầu tiên chị sẽ hướng dẫn các bạn động tác tay trong đứng nước. Động tác tay này được gọi là động tác khỏa nước hay còn gọi là sculling. Chuyển động của tay sẽ ngang bề mặt nước. Tuy nhiên các bạn lưu ý khi hai tay đưa vào thì ngón tay cái sẽ hướng lên trên 45 độ so với mặt nước ạ. Đẩy tay ra, ngón tay cái chúc xuống 45 độ. Chị sẽ hướng dẫn các bạn kỹ năng di chuyển dọc thành bể hay còn gọi là monkey walk. Các bạn để hai tay lên thành bể như thế này, hai chân tì vào tường. Hạ thấp vai xuống dưới mặt nước. Khi di chuyển, chúng ta sẽ di chuyển tay trái, chân trái, tay phải, chân phải đồng thời. Hai tay của các bạn bám vào thành bể bơi, chân thẳng thả lỏng. Lấy hơi bằng miệng và khi mà các bạn chìm xuống, chúng ta sẽ tận dụng tay bám vào thành bể để đẩy cơ thể chìm xuống sâu, đồng thời thở ra bằng mũi. Khi chân các bạn chạm đáy thì chúng ta có thể tận dụng đáy bể để đẩy cơ thể lên phía trên để lấy hơi bằng miệng. Các bạn lưu ý khi chúng ta thực hiện bài tập làm quen với nước này, chúng ta sẽ tận dụng lực của cánh tay để đẩy cơ thể chìm sâu xuống dưới mặt nước. Động tác tiếp theo chúng ta sẽ làm khó hơn một chút là khi mà các bạn chìm xuống dưới mặt nước thì các bạn sẽ thả hai tay ra. Và khi mà các bạn ngẩng lên để lấy hơi thì các bạn bám lại tay vào thành bể. Với kỹ năng này thì các bạn sẽ không bám tay vào thành bể nữa mà các bạn sẽ để hai tay nổi và song song với mặt nước khi chúng ta chìm xuống. Để chúng ta có thể ngẩng đầu lên lấy hơi, các bạn kéo tay thẳng qua hông. Có 3 cách đạp chân trong đứng nước. Cách thứ nhất là chân đánh trứng hay còn gọi là egg beater. Các bạn lưu ý này, chuyển động của hai chân sẽ tạo thành hai vòng tròn ở dưới nước, tuy nhiên sẽ là chuyển động luân phiên. Một chân đưa vào và một chân sẽ là đẩy ra. Và khi các bạn đẩy chân ra thì là bàn chân bẻ các bạn nhé. Cách đạp chân thứ hai gần giống với chân trong bơi ếch, hai chân các bạn cũng vẫn thả lỏng và mở rộng. Co chân về đồng thời bẻ bàn chân này, đạp thẳng xuống dưới và chân vẫn mở rộng, co về bẻ bàn chân, đạp chân thẳng xuống dưới. Cách thứ ba là chân trườn sấp hay còn gọi là chân sải. Chúng ta sẽ đạp chân, lực đạp từ hông và mũi bàn chân sẽ chúc thẳng xuống dưới đáy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành 3 kiểu chân đứng nước với phao mì ống hay còn gọi là phao nút đồ các bạn nhé. Đầu tiên sẽ là chân đánh trứng. Các bạn chuyển động chân, hai chân mở rộng thì sẽ dễ thả lỏng hơn và đỡ mỏi hơn. Hai chân vẽ hai hình vòng tròn, chuyển động của chân là luân phiên. Cách đạp chân thứ hai, chân trong bơi ếch. Chúng ta sẽ không khép chân vào giống trong bơi ếch. Khi đứng nước, chân chúng ta thả lỏng, dang rộng ra thì chúng ta sẽ dễ đứng hơn và thăng bằng hơn. Cách thứ ba là chân trườn sấp. Thẳng mũi chân lên nhá, lực sẽ xuất phát từ hông. Với bài tập đứng nước, các bạn lưu ý chúng ta không cần duy trì vị trí đầu quá cao trên mặt nước, chỉ cần cằm ở ngay phía trên mặt nước. Như vậy thì chúng ta sẽ đỡ mất sức hơn khi đứng nước và có thể đứng nước được lâu hơn. Trong tình huống nguy hiểm, kỹ năng đứng nước giúp các bạn dễ dàng quan sát khu vực xung quanh để tìm được nơi gần nhất có thể thoát ra khỏi vùng nguy hiểm. Ngoài ra, đứng nước giúp các bạn cân bằng lại nhịp thở tốt hơn, chuẩn bị hơi thở cho nhịp bơi tiếp theo.